Hello, xin chào mọi người. Đây là công trình xây dựng xưởng mới của bên mình. Xưởng có địa điểm ở ngay phía sau công ty mình, với diện tích khoảng gần 500 m², hiện tại đang thi công phần móng. Lượng việc thi công thì còn khá nhiều, với diện tích là khá lớn. Đảm nhiệm phần phụ hồ cho công trình là hai chị phụ nữ. Mình khá bất ngờ với sức khỏe của hai chị. Lượng việc rất là nhiều, các chị không hề ngại việc, kêu ca hay cau có gì cả, rất vui vẻ, dẻo dai. Cánh đàn ông như mình thì chắc cũng phải nể phục nhiều phần. Theo lời của anh chủ thầu thì hầu hết các công trình xây dựng hiện nay phụ hồ đều là nữ. Các chị rất vui vẻ làm việc. Các chị không thích những công việc gò bó như là may công nghiệp, làm công nhân trong các nhà máy hoặc phụ bếp ăn,